Các bạn ơi, trên tay mình đây là bức tranh con sư tử. Hôm nay mình sẽ vẽ bức tranh này để gửi gắm đến tất cả các bạn. Và mình mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách thả like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.